Những ngày đầu năm mới cũng là thời điểm mà mùa lễ hội lớn nhất ở Trung Quốc với nhiều trò chơi dành cho các em nhỏ. Tuy nhiên mới đây thì một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở tại một công viên trò chơi ở Trung Quốc khi một bé gái bị văng ra khỏi đu quay và thiệt mạng ngay sau đó. Vụ tai nạn mới xảy ra ở tại công viên trò chơi Chaohua, Chongqing ở Trung Quốc. Trong đoạn video thì bé gái đã bị rơi ra khỏi ghế ngồi ngay khi chiếc đu quay bắt đầu hoạt động. Ban đầu thì một chân của cô bé vẫn còn mắc kẹt vào chiếc đu quay, nhưng sau khi chiếc đu quay tiếp tục quay vòng thì cô bé bị văng ra ngoài và rơi xuống đất. Nhiều người đã la hét trong sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, em bé đã được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường. Ai cũng biết là những trò chơi mang cảm giác mạnh như là tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng làm sảng khoái cơ thể và giúp giảm stress. Tuy nhiên thì ngoài rủi ro từ các sự cố kỹ thuật thì thiết bị không đảm bảo an toàn, những trò chơi này cũng có tác động không nhỏ tới sức khỏe và cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta chơi trò tàu lượn siêu tốc thì việc đổi hướng quá nhiều kích thích tim phải hoạt động mạnh để bơm máu lên não. Và điều này thì ảnh hưởng không tốt đến hệ tim mạch của chính chúng ta. Đặc biệt là với những bạn nào mà vốn có bệnh nội khoa như là hen phế quản, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não thì nguy cơ này lại càng lớn hơn. Ngoài ra thì tốc độ nhanh của những trò chơi này còn ảnh hưởng không tốt đến cả tai. Khi mà môi trường thay đổi áp suất đột ngột thì tai sẽ ít nhiều chịu chấn động và thính lực dễ bị suy giảm xuống sau mỗi một lần chơi. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy là đa số những người tham gia trò chơi cảm giác mạnh đều có xu hướng không nghe rõ người khác nói trong vài ngày sau đó. Ngoài ra thì theo nghiên cứu của các chuyên gia, nỗi sợ hãi khi tham gia các trò cảm giác mạnh có thể còn ám ảnh tâm lý tương đương với việc là bạn xem một bộ phim ma ghê rợn. Người chơi có thể bị hoảng loạn từ 10 đến 15 phút sau khi chơi với người có tâm lý tốt và kéo dài từ 1 đến 2 ngày với người có tâm lý yếu. Do đó, lời khuyên là nên tự lượng sức mình trước khi tham gia những trò chơi kiểu như vậy.